chào các bạn. Hôm nay các bạn cùng nấu canh cải non và sườn non với mình ha. Các bạn biết không, ở chỗ mình á các bạn, trời đông lạnh lắm. Mình không có rau cải để mình ăn củ quả. Bây giờ á các bạn, mình trồng được một đám cải rồi nè. Được một tháng thì cải mình lên được như vậy nè các bạn. Hạt cải này á là do mình trồng rồi mình lấy hạt giống á các bạn, mình để dành mình dùng. Cứ hễ mỗi lần mình gieo á là mình gieo rất là nhiều. Gieo lên như vậy nè, rồi cái mình hái những cây non mình ăn các bạn. Những cái cây nào mà nó bự thì mình để trồng lại, nó sẽ ra cho mình cây cải thiệt bự ha các bạn ha. Đó, những cây cải này nè là mình để dành nè các bạn. Mình sẽ trồng lại. Rồi mình nhổ hết cái cải này đi, mình để dành mình ăn, rồi mình trồng, mình bỏ hạt xuống mình trồng cái mới. Các bạn biết không, cái giống cải này á của mình á là cái giống xưa, thiệt là xưa rồi. Ngày xưa ông bà mình có giống này đó, thì những người qua Mỹ sớm á, người ta đem qua đây được và lưu truyền đến bây giờ luôn. Bây giờ á thì cũng có người đem giống ở Việt Nam qua bán, mà là giống cải bẹ xanh mỡ gì đó các bạn, mình cũng không biết nữa. Thì đặt tên sao thì không biết, nhưng mà cái cải này á với Minh á thì Minh vẫn có thể trồng nó bự như là hàng chợ được các bạn, với điều kiện là phải có nắng ấm. Và Minh đã trồng rồi, Minh thành công rồi, Minh thấy cải cây to lắm các bạn. Cái cải non này á thì Minh rất thích ăn cải non như vậy. Cải mà Minh trồng ở ngoài trời á, mùa đông á, nó không có chết nha các bạn nha. Tuyết đè nó không chết đâu. Dù nắng ấm lên là nó trỗi dậy, nó ngon lắm các bạn. Nhưng mà Minh ăn thì Minh thấy hơi nhẫn nhẫn. Còn Minh trồng cái ở trong cái này á, thì nó mềm lắm, Minh ăn không nghe nhẫn mà rất là ngọt. Tại vì nó hơi nhẫn nhẫn như vậy đó, cho nên là Minh thích ăn cái cải non như vậy. Minh trồng nhiều, Minh thích hái non vậy nè, rồi cái mình rửa sạch, mình để ăn sống cũng ngon lắm các bạn. Mình nấu mắm kho rồi mình chấm á các bạn, nó có hơi nhẫn nhẫn một chút xíu, mình ăn mình thấy nó ngon ghê á. Rồi mình nấu canh sườn non các bạn. Sườn non thì ở Mỹ này bán rẻ lắm các bạn. Các bạn biết ở đâu mà bán rẻ không? Ở trong chợ Winco á. Ở gần nhà mình có cái chợ Winco, mình vô đó mình mua thì mình thấy rằng là cái sườn non đó ở bên Việt Nam mình mua mắc lắm, nhưng mà bên Mỹ mình mua lại rẻ. Các bạn biết tại sao không? Tại Mỹ nó không ăn cái sụn non đó. Nó mua cái gì á, cái thịt đó nó không mua, cho nên nó bán rẻ rề à các bạn ơi. Mình mua một dĩ vậy đó, cỡ 2 pound á, mà có 4 đô la à. Rẻ lắm. Rồi cái xương nó càng bự thì nó lại càng rẻ, tại vì cái xương nó nặng. Nhưng mà mình về mình hầm á các bạn, ngon lắm các bạn ơi. Mình hầm trên cái lửa nhỏ nhỏ đó, ra cái nồi xương hầm của mình nó ngon, nó ngọt. Mà Minh thì lại khoái ăn cái sụn đó đó các bạn, không biết sao nữa. Từ nhỏ lần Minh đã thích ăn cái sụn đó rồi. Đôi khi Minh mua về xong cái Minh kho với nước dừa các bạn. Mình kho rục với nước dừa với trứng đó, ngon lắm. Ở thì hôm nay á, mình sẽ nấu canh. Các bạn hái rau với mình ha. Các bạn biết không, nếu mà mình có nhiều đất á các bạn, mình cứ trồng gối đầu đi các bạn ha. Mình sẽ có rau ăn liên tục luôn á các bạn. Nhưng mà mình cũng không có nhiều đất. Ở trong greenhouse này mình được có một khoảnh này thôi à. Khoảnh này thì mình trồng cải này. Rồi khoảnh bên kia mình trồng cải ngọt. Mà cải ngọt của mình thì mình trồng mình không ăn lại với con chuột. Con chuột nó ăn phụ mình rồi. Cải ngọt thì mình lại thích xào hủ tiếu. Còn cải này thì chỉ có nấu canh thôi, với ăn sống thôi. Các bạn có bao giờ ăn canh cải ngọt này chưa? Canh cải bẹ xanh nấu kiểu này chưa? Thật sự là ở bên này các bạn, cái cải này người ta không có bán ngoài chợ. Người ta trồng ra cây cải bự, thiệt bự rồi người ta bán thôi. Chứ cây cải này bán nhổ cực là một. Thứ hai nữa là các bạn biết sao không? Vận chuyển nó sẽ bị dập á ha. Chỉ có nhà vườn như tụi mình thì mới được ăn. Cho nên mình chia sẻ cho các bạn là cái cải này cũng thuộc lại là hàng độc lạ ha các bạn ha. Bạn nào yêu thích trồng trọt thì hãy trồng những cái luống rau như này để ăn đi các bạn, ngon lắm.
rất là ngon. Trong lúc Minh hái như vậy nè các bạn, thì Minh sẽ chừa những cái cây khỏe. Tại vì trong một đám thì thế nào cũng có những cây nó vượt trội lắm các bạn. Cái cây khỏe mình nhìn mình biết liền các bạn, cái thân nó bự hơn khi mình nhổ nó lên đó các bạn. Cái rễ của nó phát triển mạnh hơn những cây nhỏ nhỏ nha các bạn nha. Những cây đó mình trồng lại là nó phát triển rất là mạnh. Lúc trước các bạn biết không, mình không có biết đâu, mình leo gieo lên nhiều vậy nè, xong cái chị bạn tới mình bứng nguyên một khuỉnh mình cho, nhưng mà về chỉ trồng á thì cái cây nó lên nó bị trổ ngồng hết rồi các bạn. Nó không có bự mà nó vươn lên nó ốm nhăm ốm nhách à, không có ngon. Thì sau nhiều lần mình rút kinh nghiệm thì mình thấy mình nên nhổ những cây bự để mình trồng lại ha các bạn ha. Mình lựa trong một đám này khoảng chừng mấy chục cây để mình trồng lại thôi, còn lại là mình ăn cải non hết đó các bạn. Mình hái cải này á các bạn, rồi mình cắt cái gốc nó đi thì cái cọng cải nó vẫn sạch các bạn ơi, nhìn nó thích lắm các bạn. Còn nếu các bạn không nhổ á, các bạn để cái dao vô các bạn hớt ở trên cũng được. Mình á thì mình cố tình mình nhổ lên rồi mình mới cắt, là để giống như mình xới đất luôn vậy đó các bạn. Mình làm vậy thì đất nó sẽ tơi lên, rồi mình bỏ hạt mình trồng lại. Tính của mình thì mình tính như vậy đó. Lúc trước mình cũng để vậy đó, rồi mình lấy kéo mình cắt giống như là mình cắt mạ vậy đó các bạn. Nhưng mà vì mình nhổ lên để mình kiếm cây bự đó, mình trồng lại cho nên mình làm vậy. Các bạn cũng có thể là lấy dao cắt luôn từ ở trên cây luôn, không cần nhổ lên như mình đâu. Để tính của mình thì mình đang tính làm vậy cho nên mình mới nhổ lên đó các bạn. Ở xứ Minh được cái là trời lạnh á các bạn, họ chưa có sâu. Mình ăn như vậy thì mình chưa có bị con sâu nó tấn công các bạn. Chứ mùa hè là cũng có sâu á các bạn. Có con bướm là thấy có sâu nha các bạn nha. Nhiều lúc nó có cười lắm, mình thấy sao xứ mình không có bướm. Cái lần đó mình thấy con bướm nó chập chờn là thôi rồi, mấy cây cải keo, mấy cây cải ba bắp cải của mình là bị sâu nó tấn công ghê luôn các bạn. Bây giờ thì lạnh không có con gì chưa, con gì sống hết rồi cũng chưa có nữa các bạn. Nhưng mà nắng lên một chút thôi ruồi ở đâu nó bay ra nhiều lắm các bạn ơi. Tại vì mình trồng trọt á các bạn thì mình cũng có phân gà, phân đồ đó, thức ăn gà đồ. Rồi ba cái rau cải mình xin về cho gà nó ăn á, nó bơ ra đó. Có ruồi đậu cho nên là vẫn có ruồi nha các bạn. Ở Mỹ cũng có ruồi á chứ không phải không có ruồi đâu các bạn ơi. Bây giờ mình thấy ở Mỹ hình như cái gì ở Việt Nam có là ở Mỹ có à các bạn. Chẳng hạn như bông mắc cỡ, ở đây cũng có con, cái xứ mình thì mình chưa thấy cây mắc cỡ đâu. Nhưng mà ở những tiểu bang khác là thấy có mắc cỡ đó các bạn, có cây mắc cỡ đó. Các bạn thấy vui không? Cái như là ở Mỹ này là hình như là cái gì ở Việt Nam có là Mỹ có đó các bạn ơi. Rau cải này mình trồng á các bạn, mình tưới bằng nước vo gạo. Mỗi ngày á, mình vo gạo á, cái mình để dành lại cái nước đó rồi mình tưới á các bạn. Cho nên á, rau mình chỉ có tưới nước vo gạo. Có mấy hộp sữa mình uống, bình sữa mình uống chưa hết, nó còn dư á. Mình để dành mình pha, nhưng mà mình cũng chưa pha nữa. Để mình tưới cho đợt sau. Đợt này mình chỉ tưới nước vo gạo không đó các bạn. Rau mình trồng mình ăn cho nên mình chỉ tưới nước vo gạo với lại nước thường thôi. Mình hái được gỗ rau rồi các bạn ơi, mê chưa? Rau non, ngon và sạch ghê ha các bạn ha. Không có sâu xi gì hết á. Mấy con chuột chắc nó cũng chê hay sao cho nên rau này không bị nó cắn.
Bây giờ mình đi rửa ha các bạn ha. Vì rau của mình trồng á, mình cắt như vậy á, nó cũng sạch lắm. Mình chỉ cần rửa 3 nước là rất là sạch luôn á các bạn. Thì mình rửa thì mình nhúng từng chút một vậy á các bạn. Mình rửa nó không có bị dập rau ha các bạn ha. Dù cái thao rau, thao của mình không bự nhưng mà mình bỏ từng chút vô. Mình rửa chứ mình không có để như vậy rồi mình nhồi đâu. Cách rửa rau của mình là vậy đó, mình hơ hơ để cho cái lỡ như lúc mà mình để có cọng, có cái hột cát nào rớt vô trong nắp rau á thì mình lắc lắc như vậy nó cũng rớt xuống. Và mình mò dưới đấy ra cái đít thao á, khi mà mình rửa xong mình rờ, nếu mà còn cát là mình rửa nữa, nhưng mà hết cát thì thôi. Mà thường thường mình rửa chừng 3 nước là mình thấy sạch lắm rồi các bạn, tại vì rau mình trồng mà. Các bạn thấy thích không? Nhìn rửa rau mê ha các bạn ha. Mình thì mơ ước mình đơn giản lắm, mình chỉ thích được trồng rau mình ăn rồi chăm sóc gia đình vậy thôi. Đó, niềm vui của mình là vậy đó các bạn. Niềm vui của mình là được chia sẻ nữa chứ, quên nói với các bạn là mình thích chia sẻ, mình thích là mình lan tỏa cái được cái năng lượng trong sạch của mình đến với các bạn, làm cho các bạn cũng có động lực trồng rau như mình, để có những bữa rau canh ngon để chăm sóc gia đình của mình, người thân của mình. Các bạn tin lời mình đi, mình trồng rau á các bạn, mình ăn mình cảm thấy ngọt hơn mình đi chợ mua đó các bạn. Nhưng mà thật sự thì mình cũng có bạn không có điều kiện để trồng đâu, vì các bạn phải đi làm á, cũng cực khổ lắm. Thì cái nồi xương này á, mình đã hầm từ lúc mình đi nhổ rau rồi các bạn. Bây giờ thì nó vừa ăn, mình thì mình ăn chay nhưng mà mình vẫn nấu được canh rau cho anh xã mình. Ở Mỹ này á các bạn, thịt rẻ lắm cho nên á, nấu nồi nấu tô canh mà quá chừng thịt luôn á các bạn ơi. Khi nước sôi thiệt sôi á các bạn, mình bỏ rau vô, mình tắt bếp đi các bạn. Thì mình dùng bếp điện á, cho nên khi tắt bếp rồi á, cái độ nóng của nó còn á, làm cho rau mình xanh là đủ rồi. Đừng có để lâu quá. Mà trường hợp các bạn ăn không hết á, các bạn ăn hết rau rồi mà còn nước á, các bạn bỏ rau vô thêm nha. Và mình có được tô canh nữa các bạn. Anh xã mình là ăn canh trừ cơm. Tội nghiệp ảnh lắm các bạn. Mình ăn chay cho nên mình nấu cái gì cũng nhiều cho ảnh ăn tới 2-3 ngày mới hết á. Rồi đây là tô canh của mình. Thôi mình tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và chúc các bạn nấu một bữa canh ngon cho gia đình ha.